Ngày 13 tháng 11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bến Tre vừa phá ổ nhóm khai thác cát lậu quy mô lớn trên sông Cổ Chiên và sông Hàm Luông. Theo Bộ Công an, vào 23 giờ 30 ngày 11 tháng 11, các lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bến Tre đồng loạt xuất quân kiểm tra, khống chế và bắt quả tang 14 xà lan cùng 41 người đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông thuộc địa bàn giáp ranh Bến Tre và Vĩnh Long. Các xà lan hút cát có trọng tải từ 45 tấn đến 495 tấn, lực lượng chức năng thu giữ gần 1.500 mét khối cát cùng nhiều tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép. Bộ Công an cho biết, đây là ổ nhóm hoạt động khai thác cát trái phép có quy mô lớn, tổ chức tinh vi bị lực lượng cảnh sát đường thủy, Cục Cảnh sát Giao thông theo dõi, nắm bắt. Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an triệu tập 4 kẻ có liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác cát để làm việc. Đồng thời phối hợp với công an tỉnh Bến Tre khám xét nhà một số đối tượng có liên quan, các điểm tiêu thụ cát, thu giữ máy tính, nhiều sổ sách, hợp đồng ghi nhận việc mua bán cát. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.